đâu có ai ngờ nghe mạnh vậy đó, mà gần một năm nay đánh hoài, đánh con chuột nhắc đến không xong, bây giờ sắp sửa điêu tàn nữa. Cũng không ai ngờ ông 8 ngày trước giải Gaza của Jerusalem á, cũng dành cái chỗ mà mộ của cái ông này chết nè, trôm á, dành có nhiêu đó mà đánh nhau gần mấy nghìn năm. Tại xưa hỏn với ổng, để cho ổng ba cái đinh cho nên ổng nguyện cái tới giờ mất nước đến năm 1940 mấy á, thì họ lưu vong, họ mới về, họ mới có lại quốc gia. Cho nên hôm nay đừng ai nghĩ Do Thái là dữ. Một là họ phải cầm súng thì họ sống còn. Còn hai là người Hồi giáo, nguyên cái khối Hồi giáo nó hung dữ lắm, nó cực đoan lắm, nó buông súng thì hòa bình. Thường thường á, cái hàng nào mà hung dữ á, thì hay cái mồm nó cũng to lắm, không hiểu không? Cho nên sư phụ hoàn toàn ủng hộ là Do Thái, họ gì tự vệ, họ không có phải đi đánh ai hết. Họ giống như chúng ta thôi, giống như sắp chịu trung hiền ra hải ngoại. Chúng ta lúc nào cũng khát khao từng giây từng khắc để trở về quê hương, để mà được trở về cội nguồn của mình và nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và có thể nếu một ngày mà ra đi cũng ra đi trên đất mẹ, nằm cạnh trong dòng mộ, dòng họ của mình. Thì như chúng ta người Do Thái cũng vậy. Vì 2000 mấy năm trước họ vô minh, họ hỏn với Chúa, họ không có tin. Hôm nay thì câu chuyện nó cũng tương tự, nhưng mà vẫn tiếp tục hỏn. Thì người Do Thái họ phải cầm súng thì họ mới sống còn. Còn cái Trung Đông muốn hòa bình thì khối Ả Rập phải buông súng thì lúc đó mới có hòa bình.